Chào mấy anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng à, hôm nay là ngày 10 tháng 5. Em với mẹ lên thu hoạch đậu bắp và bón phân cho đậu bắp. Đây mẹ em đây. Mẹ ơi, mẹ của xin em. Xin chào nha, xin chào các anh chị cùng các bạn nha. Hôm nay mình quay lại cho xem cái đậu bắp mà bữa mình có hướng dẫn mấy anh chị trồng đậu bắp trong thùng thông minh đó. Đó, bây giờ hôm nay đây nè, mấy anh chị xem nó có trái nhiều rồi. Đây, đó 1, 2, 3, 4 luôn, để chuẩn đây bị nè, ra lên nè. Mấy cái nhánh này nè, mấy cái nhánh này hả, ra nhánh là nó cũng có trái rồi nè mấy anh chị. Đây nè, đây nè. Đúng là một góc quá trời nhánh luôn mà. Cái gì vậy bên này, mấy cái này đang ra bông thấy đẹp quá. Đó, cây này cũng đẹp ghê luôn á. Bớt mấy cái lá nhiều quá. Cho nó gọn cái chút mình để bón phân. Đó, cho mấy anh chị xem á. Như vậy là mình thấy trồng cái đậu bắp trong thùng thông minh này cũng được đó. Tại vì nó thứ nhất đó là nó tiện lợi cho mình tưới nước và được giữ nước. Còn thứ hai nữa là nó không có tốn bao nhiêu đất hết. Đó, một thùng này mình trồng được 2 cây. Đó nè mấy anh chị xem mấy cái đậu bắp nè. Đó, nó cũng đang ra trái nhiều không? Đó. À, các trái này đã đậu rồi luôn đó nè. Nhiều, ra trái cũng nhiều. Nhánh nào cũng có trái hết. Rồi vậy mấy nhánh con ra nữa mà, ra trái nhiều. Nhánh con nó ra trái nữa. Nè cây này trái cũng nhiều ghê nè. Cây này được có mấy trái luôn nè. Nè cái này nó đang nở cái bông này là bắt đầu chiều nay thế nào nó cũng héo à. Chiều nay nó mà héo cái là nó thành cái trái rồi. Mình thấy trồng ở trong cái thùng thông minh này cũng tiện ghê. Rồi mình dễ di chuyển nữa. Ví dụ như chỗ nào bị mát quá, cái mình dời ra nó chỗ nắng. Cây này nó đang mập quá. Cái nào mập hả? Nè, cái này mập nè. Đó. Mình sẽ dọn dẹp bớt lá này xong rồi cái mình bón phân cho nó. Đó. Mỗi một thùng là mình trồng được 2 cây. Đây nè, nó đang ra trái. Cái này nó ra nhánh còn nhiều nữa đó. Ồ, mới lùng vậy mà nó có trái rồi mẹ. Ừ. Ồ, cây này tán rộng ghê ha. Cái này ra nhiều nhánh lắm nè. Mình bỏ bớt lá đi xong rồi các đợt đó là mình bón phân. Mấy anh chị thấy không, cái cây này nó cũng rất là nhiều nhánh luôn nè. Cái này rất là nhiều nhánh. Còn đây là cây thân chính của nó. Đó. Nhánh nào cũng nhiều trái á. Rồi lên đọt nó có trái. À. Hôm nay cũng vậy. Rồi bắt đầu bây giờ mà mình mà thu hoạch á là mình phải bón thêm nó một chút phân nữa. Đó. Bớt nhánh này đi. Mấy anh chị thấy không, nó có trái thấy cũng ngon ha. Cái hôm là mình nói có cho mấy anh chị xem mà mấy mà cái trắng trắng ở trên cái của mấy cái thân cây này nè, nó có mấy cái hạt trắng trắng nhỏ nhỏ li ti ha, mà bây giờ nó cũng muốn hết rồi nè mấy anh chị, thấy không, nó không có còn là bao nhiêu hết, nó tự rớt đi đâu hết rồi, mình tưới nó sao á đó mà mình thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì nên cũng không có lo đó. Mà trái vẫn tốt ha. Nè mấy anh chị. À. Rồi. Bên đây cũng y hệt như vậy luôn. Mình bỏ bớt cái nhánh dưới này đi. Dạ. Đó. Xong rồi khi mà mình mà đã thu hoạch trái xong rồi đó mấy anh chị. Xong rồi bắt đầu cái là mình cào cái bớt cái rơm này qua một bên ha. Giờ mình bón phân, mình chỉ bón phân khoảng giữa thôi. Như vậy là rất là khỏe. Rồi nó lên rễ mà. Rễ thì bắt đầu cái này là nó đang đòi phân á nè. Dạ. Đó đây nè. Đó. Trồng như vậy là mình bón phân là rất là dễ. Như cái thùng này mình trồng hai bên này là 2 cây.
xa xa vậy ha. Còn ở đây chính giữa này mình chưa cái khoảng trống này là mình để mình bón phân đó. Bây giờ là mình bón phân cho mấy anh chị xem ha. Khi nào mình mà thu hoạch trái xong rồi đó, thu hoạch trái xong hết rồi là bắt đầu mình bón phân ha. Dạ. Đây, bắt đầu là mình cào. Tại vì mình thấy cái này trồng nó đỡ tốn đất nè. Thứ hai nữa, nếu mà trồng trong cái thùng xốp á thì cũng được. Trồng thùng xốp là phải nhiều đất. Mà trồng ở trong cái thùng xốp nó nặng quá. Nhiều khi mình muốn di chuyển á, mình rinh á thì nó rất là khó. Mấy anh chị thấy rễ nhiều ghê không? À. Nó ăn hết phân rồi. Đợt trước bón nó đã ăn hết phân rồi. Bây giờ mình bón cho nó một mớ nữa. Cứ mỗi lần thu hoạch trái cái là mình bón cho nó một miếng phân ha. Thu hoạch là bón phân, thu hoạch bón phân, dự bị cho trái đợt sau. Đây, cái này là phân gà mình đã ủ hoa rồi nha mấy anh chị. Đó, bón vô đây một miếng. Nếu mà mấy anh chị mà có ủ rác nhà bếp á, rác thải nhà bếp á, mình nó ủ thành phân rồi đó thì mình bỏ vô đây một miếng. Nhưng nhà mình thì hết rồi, ủ không có kịp. Đó, nên mình chỉ bón vô đây một miếng nè. Rồi. Rồi. Xong rồi cái là mình phủ rơm lại. Đó. Nếu mà mấy anh chị mà có rơm á thì mình phủ rơm ha. Còn nếu không có rơm á, thì mình có thể phủ bằng cỏ khô nè, lá cây khô nè. Còn mà nếu mà cỏ khô, các lá cây khô mà mình không có nữa đó, thì mình tận dụng mấy cái áo thun cũ á, mà mình không còn bận nữa đó, thì mình có thể đậy lên. À, mình đậy lên cũng được nữa. Đó. Tại vì mấy cái áo thun cũ đó mình cũng bỏ thì cũng uổng, mình tận dụng lại. Đó. Rồi, như vậy là xong rồi mấy anh chị ha. Vậy là mình chỉ có tưới thôi. Đó, mình làm trước một thùng vậy cho mấy anh chị xem. Xong rồi chút nữa mình thu hoạch trái bên đây là hái bên kia nữa. Rồi mình sẽ thu hoạch tiếp. Mình sẽ làm phân tiếp ha. Rồi, chào các anh chị nha. Dạ. Chào các anh chị. Chúc một ngày tốt lành nha. Bye bye.